Anh cũng muốn thế giới nhìn vô Việt Nam mình là một quốc gia không thể sánh bằng của Việt Nam. Tại vì con người Việt Nam mình không có dở. Trời ơi, cái gì mà sao tôi thấy tôi vô cái thế gọng kìm nó vậy ta, cái thế mà trời. Ủa mà em có quyết tâm không? Tại vì á, thầy nói cho em nghe. Ờ em cứ nói chứ, em cứ nói đi. Tất nhiên ba má em cho em đi là em đi rồi. Còn bây giờ thí dụ ba má em không cho em đi thì sao? Đó là câu chuyện, câu chuyện khả năng tập nó sẽ hơi cao. Đó, nên là bây giờ là đầu tiên là em phải... Không, mình không có xin số điện thoại mình nói liền được. Đầu tiên là em phải nói với ba mẹ ước nguyện của em. Sau đó thì anh sẽ gọi điện, anh hỏi chuyện với ba mẹ em. Đó, là cái đó là cái cách mình làm việc đúng nhất. Rồi á, thì anh phải nói cho em hiểu á, là cái ngành này á, nó sẽ hơi khó. Tại vì á, mình hy sinh tuổi trẻ của mình cho cái đam mê của mình là game. Thì mình phải nỗ lực vì nó hết, mình gọi là mình đu theo luôn á. Mình sống chết với nó luôn á. Mình sẽ hy sinh thời gian, mình không có ham chơi với mấy đứa khác. Mình sẽ không ham chơi, cái tuổi của mình 17, 18 sẽ ham chơi này nọ, nhưng mình không ham chơi. Mình tập trung, mình luyện tập này nọ để mình thi đấu, mình đem thành tích, mình đem tiền về này nọ, cái thứ cho gia đình cũng như cho bản thân mình. Mình đánh đổi nhiều thứ lắm, nên cái ngành này nó hơi khó. Đó, cái ngành này nó hơi khó nên là em phải cần quyết tâm. Hồi xưa cái đợt mà thầy nghỉ học á, thầy nghỉ học năm 2, thầy đi học đại học, thầy nghỉ năm 2. Xong rồi hả, lúc mà thầy theo cái này gia đình thầy cũng la thầy dữ lắm. Nhưng mà thầy nghĩ đó, cuộc đời thầy chỉ sống có một lần duy nhất thôi, nên là thành ra là thầy muốn quyết định con đường của mình, sự nghiệp của mình sẽ đi theo hướng nào, cho dù thành công hay thất bại thì thầy nhận hết. Nếu thất bại thì ok, thầy nhận, thầy lấy cái đó làm kinh nghiệm để cho mình làm hành trang sau này. Còn nếu thành công thì ok, mình sẽ là mình đã chọn con đường đúng của mình, đây là nơi mình tỏa sáng, mình sống vui vẻ, đó dạng là như vậy. Đấy, nên là hả, quyết định là ở mọi người, với gia đình em có ủng hộ hay không. Mong là gia đình em sẽ ủng hộ. Tại vì đây là ngày 8 là chốt danh sách rồi, nên là thầy không có nhiều thời gian để mà dạng như là sẽ đi thuyết phục này nào các thứ. Hoặc là thầy có không có thời gian để thầy bay ra chỗ Bảo Lộc Lâm Đồng của em liền để mà nói chuyện với ba mẹ em. Đó, hoặc nếu mà gia đình em bảo là muốn gặp anh hay này nọ cái thứ để cho em đi á, ok anh sẵn sàng, ngày mai anh bay liền luôn. Hoặc là chủ nhật anh bay liền luôn, nhưng anh sẽ đăng ký em vô danh sách thi đấu trước đã, xong anh sẽ bay ra ngoài anh nói chuyện với gia đình. Ở trước anh tuyển thằng Bin hay anh tuyển bất cứ đứa nào cũng vậy, anh sẽ gặp mặt gia đình luôn. Đó, để cho gia đình biết là em đang làm cái gì. Tại vì những người lớn á, phụ huynh á, họ rất là thương con của mình. Đặc biệt là những đứa con của mình mới 16, 17 tuổi, làm sao mà tin được ai mà đi theo người ta, đi theo chuyên nghiệp là cái gì. Phụ huynh sẽ không có hiểu được. Đó, nên là khi đó mình phải gặp phụ huynh, nói là dạ thưa cô, dạ thưa chú, thì công việc nó sẽ như thế này nè, như thế kia nè, nó sẽ có thời gian ăn ngủ nghỉ này nọ các thứ nè, nó sống ở đâu như thế nào các thứ, rồi tại sao nó được tiền là nọ các thứ đó, phải giải thích rõ ràng để cho phụ huynh hiểu. Xong rồi phụ huynh mới có niềm tin, rồi mới đưa giao con của mình cho người ta. Chứ không phải là muốn tự nhiên muốn vô rồi lên đi em này nọ là được đâu, không có đâu. Ôi ơi, dầu cầu giáng đóng đinh, đóng qua đóng lại cây đinh nó cong vòng, đóng đi đóng nữa đóng hoài, đóng cho tới chuyện đóng vô cái này con luôn. Mấy ông đừng hỏi vụ lương cao nhất của thằng nào bao nhiêu, làm sao tôi tiết bộ số lương của nó được. Em đánh thử một con pháp sư thuần đi, dạng như Victor hay Ori hay Shinra gì cũng được. Ủa, lấy giáp luôn hả? Không lấy khăn phép hả? Rồi, để coi thằng bé đánh game này sao nha mọi người.
Hay. Hay luôn. Wow. Nói chứ hả, vô thi đấu này nọ, thi đấu về set A này nọ cũng áp lực đó đó mấy ông, không có đơn giản đâu. Nên là cũng chưa chắc là chuyện gì đâu. Đừng có mong chờ quá, lúc đó thất vọng. Nó luyện tập căng thẳng này nọ lắm, rồi gặp những cái thằng mà giỏi hơn các thứ. Thì khi đó quan trọng là sự phát triển mình như nào. Ôi. Ý là xong game này nói chuyện với gia đình đã. Nhiều lắm quá cơ. Hơi lắc chút xíu. Lót FPS còn nhỏ, còn 60 FPS. Chủ động thế nhờ. Được em ơi. Nó đang chơi máy cùi với lại FPS đang lắc á, nhưng mà nó đánh xử lý tốt quá. Lee Sin làm hay quá. Lina là học hết. Giờ Hưng Nguyễn có Hưng Nguyễn màu xám với Hưng Nguyễn màu nâu nữa hả? FPS giật quá, thằng bé nó chơi không được.